Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 3 của trang web olg.vn. Ở bài giảng ngày hôm nay, cô sẽ cùng các con tìm hiểu về cách sử dụng bảng nhân để tìm tích của một phép nhân. Đầu tiên, các con hãy quan sát. Đây chính là bảng nhân. Các thành phần của bảng nhân bao gồm: hàng đầu tiên là thừa số, cột đầu tiên cũng là các thừa số, và phần này là các tích. Mỗi ô ở trong đây sẽ là tích của hai thừa số tương ứng. Cô lấy ví dụ như ô số 12 này, chúng ta sẽ thấy nó là tích của số 3 và số 4. Vậy chúng ta sẽ sử dụng bảng nhân như thế nào để có thể tìm được tích của một phép nhân? Các con hãy quan sát các thao tác. Giả sử như bây giờ, cô cần tìm tích của phép nhân 6 nhân với 8, vậy sẽ phải làm như thế nào? Hai thừa số ở đây là 6 và 8, như vậy ở hàng số 6 chúng ta sẽ gióng theo chiều mũi tên từ trái sang phải. Ở cột số 8 chúng ta sẽ gióng theo chiều mũi tên từ trên xuống dưới, các con quan sát. Khi đó hai mũi tên này sẽ gặp nhau ở ô số 48 và như vậy chúng ta có tích là 48, hay phép nhân sẽ là 6 nhân 8 bằng 48. Một thừa số các con sẽ gióng theo hàng và một thừa số các con gióng theo cột. Sau đó, hai mũi tên giao nhau tại ô nào thì đó chính là tích. Một ví dụ nữa, giả sử cô cần tính 8 x 5 bằng bao nhiêu? Ở hàng số 8, cô sẽ gióng theo chiều mũi tên từ trái qua phải. Ở cột số 5, cô gióng theo chiều mũi tên từ trên xuống dưới. Các con thấy rằng chúng giao nhau tại ô số 40. Như vậy, tích của phép nhân này sẽ là 40. Đó chính là cách chúng ta sử dụng bảng nhân để tìm tích của một phép nhân. Rất đơn giản đúng không nào? Bây giờ các con sẽ cùng làm bài tập. Bài tập đầu tiên, các con hãy sử dụng bảng nhân để tìm tích của một số phép nhân dưới đây. Hoàn toàn chính xác. Cô đến với bài tập tiếp theo. Quý có 5 con tem. Số tem của Minh gấp 4 lần số tem của Quý. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu con tem. Ở đây chúng ta sẽ cùng phân tích đề bài. Muốn tính được cả hai bạn có bao nhiêu con tem thì các con cần phải biết được số tem của Quý và số tem của Minh. Số tem của Quý thì đề bài đã cho là 5 con tem rồi. Số tem của Minh gấp 4 lần số tem của Quý. Như vậy các con sẽ có thể tìm được số tem của Minh theo bài toán gấp một số lên nhiều lần. Bây giờ cô sẽ nêu tóm tắt để các con có thể tìm được lời giải của bài toán này. Nếu như coi số tem của Quý là 1 phần thì số tem của Minh sẽ là 4 phần như vậy. Vậy để tính tổng số con tem, các con sẽ có hai cách. Cách đầu tiên là các con sẽ tìm số tem của Minh, sau đó cộng với số tem của Quý thì ra tổng số con tem. Còn cách thứ hai, các con sẽ tính được tổng số phần bằng nhau của quả hai bạn ở đây là bao nhiêu và sau đó các con sẽ suy ra tổng số tem. Dựa vào gợi ý này, các con hãy trình bày cho cô hai cách của bài toán này. Chúc mừng các con đã trả lời đúng, cô sẽ trình bày lại như sau. Chúng ta có cách đầu tiên. Số tem của Minh sẽ là 5 x 4 bằng 20. Chúng ta giải bằng bài toán gấp một số lên nhiều lần. Sau đó các con tính được cả hai bạn có số tem là bằng cách lấy số tem của Quý cộng số tem của Minh, kết quả là 25 con tem. Cách thứ hai chúng ta sẽ tính như sau. Nếu như coi số tem của Quý là 1 phần thì số tem của Minh sẽ là 4 phần như vậy. Thế thì tổng số phần bằng nhau của cả hai bạn sẽ là 5 phần. Mỗi phần tương ứng với 5 con tem, tổng cộng có 5 phần. Như vậy chúng ta suy ra cả hai bạn sẽ có số con tem là 25 con tem. Đó là hai cách để các con đưa ra lời giải của bài toán này. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, các con đã được tìm hiểu về cách sử dụng bảng nhân để tìm tích của một phép nhân, đồng thời hiểu được hai cách giải của một số bài toán. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng. Hẹn gặp lại trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.